chỉ trong một ngày có quyết định cô mua ngay cái căn này chữa lành đó. Vin cam kết đúng tiến độ. Ở trong đây thì đầy đủ hết rồi, không cần phải đi ra ngoài nữa. Không thích gì? Thích công việc. Anh có ăn hai phòng ngủ á, view Wing Wonder này, view hoàng hậu gì đó. Ở đây thì Beverly là cái căn để cho nhà chị, để mục đích để phục vụ gia đình, là nhu cầu để ở và nghỉ dưỡng. Sao rồi giống Singapore quá. Thế là cô đi, cô với chú ngẩn ngơ luôn, sao chú nó đẹp quá. Thế là bắt đầu là chị trong một ngày có quyết định cô mua ngay cái căn này. Cô rất là quý mến, cực kỳ tin tưởng cái việc sau mua, tức là cái hậu mãi. Thì căn nhà của mình nó cứ được sửa chữa này, chăm sóc này, quan tâm. Thế và đời sống của cư dân nó bền vững. Thứ nhất là dự án này rất chi là rộng, hai có công viên là đủ để có thể mình theo một tiêu chuẩn resort rồi. Có nghĩa là theo không cần đi đâu xa, mình nghỉ dưỡng tại nhà. Tôi luôn nghĩ là nó sẽ đẹp hơn cả cái mà mình có thể nghĩ đến. Nó hơn kỳ vọng. Bước tới ngay chỗ sẵn căn hộ là đã thấy một sự khác biệt rất là lớn. Nhà chị mong về bên này sớm hơn để cho bé đi học cho nó tiện hơn. Con khu Beverly này chủ đầu tư dành hẳn riêng một tầng 14 để làm một cái tầng mà tiện ích, tầng sinh hoạt, tầng lánh nạn cho cư dân, thì chị thấy quá là đặc biệt luôn. Tại vì nhiều khi cả có cả khu tập gym, khu vui chơi cho bé. Nhiều khi gia đình chị cũng có bé nhỏ nè. Rồi nhiều khi trời mưa thì bà nội thay vì không thể nào mà dắt cháu đi ra dưới nội khu chơi, thay vì ở nhà thì vẫn được chơi, nhưng mà chơi ở trên tầng 14. Chị thấy cái đó một cái là ưu điểm cực kỳ nổi bật tại con khu Beverly luôn. Và hồ bơi nước mặn, có cả máy tập gym dưới nước luôn. Khi mình bước ra là cái gì cũng có. Bây giờ là thêm có cả cái mo nhá, rồi nói chung là cái những cái thức ăn uống của miền Bắc miền Nam cô đã đi tìm hiểu hết rồi. Kiểu như nước ngoài, có nghĩa là cô phải đi bộ và cô phải có thiền, cô phải nó rất là thích hợp với những cái nhu cầu mà mình, cuộc sống của mình về cái tuổi này. Mình phải làm cái nội thất nó tương xứng với ngoại thất chứ, để cho mình yêu mến căn nhà. Thêm khảo về Vinhome Rail Park, một đại đô thị cực kỳ rất là đáng sống luôn.